Linh Cù Lao xin chào cả nhà. Thì hiện tại Linh đang có mặt tại một cái dãy phòng bỏ hoang. Và cái dãy phòng này lúc trước là một cái dãy phòng trọ để mà cho công nhân người ta ở. Nhưng mà bây giờ đã được bỏ hoang như thế này. Cây cỏ nó bao phủ ngoài này, nhìn khá là ớn luôn. Bây giờ Linh sẽ vào bên trong cái dãy phòng này để khám phá xem là có những điều gì tâm linh đặc biệt hay không nha. Giờ này thì chỉ mới chạng vạng chiều thôi cả nhà. Cả nhà nếu mà nghe kỹ thì còn nghe được tiếng đài phát thanh nè. Thì cái lý do mà ngày hôm nay Linh vào cái dãy phòng trọ bỏ hoang này để khám phá là xem là trong đây nó có những cái hiện tượng tâm linh gì xảy ra bên trong hay không. Tại vì mình nghe người ta nói là nhất chạng vạng nghi vạng đông. Thì nếu mà muốn tìm kiếm được những cái điều tâm linh thì đi vào những cái khung giờ như thế này thì rất là dễ gặp, hoặc là nửa đêm khuya cả nhà. Bây giờ thì Linh hôm nay Linh đi làm về thì sẵn tiện ghé ngang cái chỗ mà dãy phòng trọ bỏ hoang này, thì Linh thấy cũng đã lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay mới có dịp đi vô đây để mà khám phá luôn. Dãy phòng trọ này thì nó có hai cái nhà kho hai bên nữa. Lúc trước thì hình như trong đây người ta làm yến hay sao á, làm mấy cái hũ yến đóng hộp đóng gói rồi cả nhà. Khung cảnh trong đây giờ khá là ớn luôn, nó im lặng. Khi mà mình bước vô đây là nó im lặng. Phía bên này là một cái dãy nhà kho nè, và có rất nhiều những cái hũ yến nằm dưới đây. Rồi mấy cái vỏ yến trong này mũi quá trời luôn. Mới 6 giờ mấy 7 giờ mà trong này mũi quá trời luôn. Trời ơi, quá trời yến à. Lúc trước là người ta đóng gói những cái sản phẩm, những cái hũ yến này để mà người ta bán. Nhưng mà không biết vì lý do như thế nào mà chỗ này bây giờ nó bỏ hoang. Phía bên này là một cái kho như thế này. Còn bên đây là một cái dãy phòng trọ. Chắc là lúc trước cái dãy phòng trọ này để cho công nhân họ ở hay sao. Khắp nơi toàn là mấy cái vỏ yến với lại mấy cái hũ yến còn nguyên luôn. Giờ này đài phát thanh vẫn còn thời sự, phát thời sự. Trời ơi trời, cả nhà ơi, vừa mới nhìn thấy nguyên cái con gít luôn trời, con gít to đùng luôn này cả nhà ơi. Trời, con gít này chắc cỡ bằng ngón tay cái á, nó đang bám trên tường nè. Rồi trời, con gít này, con gít to đùng luôn cả nhà ơi. Có nên bắt nó không ta? Trời ơi, đi mà lan lạng gặp nó dưới chân chắc nó vập cái là xong luôn. Quá trời, gít nó to. Cái chỗ này bỏ hoang cũng rất là lâu rồi cho nên là sẽ có những cái con động vật nó sinh sống ở đây. Hôm nay thì mình đi làm về rồi ghé ngang đây để mà vô đây khám phá luôn, chứ không có trang bị đồ nghề đi quay như là bình thường nên đi vô đây cũng khá là ớn, không có mang giày nữa. Không gian trong đây ban đêm ghê thiệt luôn. Mình sẽ đi qua mấy cái dãy phòng trọ bên đây. Rồi mấy phòng đây có gác nữa cả nhà ơi, có gác nè.
mình quay một ít nó hơi bị giật, nhưng mà một ít nó sẽ thấy rõ. Ở đây còn gì vậy? Còn giày với đồ của người ta nhóc chân luôn. Có một cái đôi giày của phụ nữ nè, rồi một đôi giày của đàn ông nữa. Có đường cầu thang nè, mình sẽ leo lên gác để xem là phía trên gác này có gì hay không. Giờ này mới xế chiều nhưng mà trong đây không gian nó khá là ớn luôn. Rồi, ở trên gác này còn một cái tủ cả nhà ơi. Còn một cái tủ để quần áo nè. Mà cánh cửa nó mở toang à. Không biết là còn đồ gì trong đó hay không. Phía dưới cũng còn một cái học tủ nè. Chỗ này không có đồ đạc gì hết, nhà ơi. Đồ người ta lấy đi hết rồi. Rồi hình như còn một cái tấm hình là tấm kiến như đây nè. Rồi, giống như một tấm hình mà nó đen thui à. Dưới cái học tủ này không có gì hết. Trên gác này thì khá là nhỏ và nó hẹp. Trời ơi, coi bức tường này nè, nó đen xì. Chỗ này thì Linh đi làm, đi chạy ngang qua lại thì thấy bỏ hoang cũng rất là lâu rồi, nhưng mà không có ai tới lui hết. Bỏ hoang lâu lắm luôn rồi. Bây giờ Linh sẽ đi xuống và tiếp tục đi qua mấy cái dãy phòng tiếp theo. Trời ơi, cái đường đi xuống này nó khó. Đài phát thanh giờ này nó phát lớn ghê ta. Phía sau này là một cái con đường hẻm nhỏ xíu à. Và cái chỗ đó là chỗ nãy mình gặp cái con gít đó cả nhà. Rồi, cây cối thì nó chùm lên cái chỗ dãy phòng này. Vô đây mà mới vừa bước vô nãy mình gặp con gít khá là ớn giò luôn, không có dám đi. Giờ ra đây cỏ cây tùm hết, cố gắng đi hết mấy cái dãy phòng này để xem là có gặp được những cái hiện tượng gì tâm linh ở trong đây hay không. Cây cối giờ nó như đám gừng luôn rồi. Vô phòng này trời ơi. Phòng này thì nó cũng có một cái gác nè, nhưng mà ai đã lấy mất cây cầu thang rồi và không có đồ đạc gì hết á. Ai vô đây ginh cây cầu thang rồi cả nhà ơi. Cái này nè, cầu thang mất tiêu rồi. Không biết trên gác nó có gì trên đó không, mà như mình thấy trên gác trống trơn à. Chắc là có trộm vô đây người ta lấy cầu thang đi bán rồi. Tại vì cầu thang được làm bằng sắt đó cả nhà. Tại vì mình nãy giờ mình không thấy cửa nè. Cửa với lại cầu thang làm bằng sắt thì chỗ này bỏ hoang lâu quá mà. Chắc tại bỏ hoang lâu rồi người ta vô đây người ta lấy mấy cái đồ mà có thể là bán được, người ta sẽ lấy đi. Qua đây còn một phòng nữa.
còn một phòng nữa với lại một cái kho bên đó, mà cái kho như là trống không. Trời ơi, trời ơi, cái phòng này còn quá trời đồ luôn, có cả cái ghế may nữa. Cái này cái ghế may hay là ghế bằng cây không biết nữa, mà nó mục nát rồi nè, mối mọt vậy, nó ăn mục nát trơn luôn. Phòng bên đây thì cũng có quá trời mấy cái yến nè, mấy cái hũ yến. Hũ yến này là tất cả đều còn nguyên hết cả nhà, nhưng mà chắc là hết hàng sử dụng rồi. Nó chuyển màu rồi, bên trong cái hũ yến nó chuyển màu rồi. Trời ơi, cả nhà ơi, da gắn quá trời luôn. Trời ơi, dựng tóc ghé hết rồi. Đây, mình sẽ dồn lại. Con này da gắn này cả nhà ơi, nó lột 2-3 da luôn nội ơi. Dài dài trên cái gác nè. Phòng bên đây người ta cũng vô lấy mất cái cầu thang rồi, gắn ở trong đây nhóc luôn 2-3 da luôn nội ơi. Rồi cái da gắn này nó thòng xuống rồi nè, chắc là cái da gắn này nó mới lột thôi, nó còn mới nè, cái đầu nó lú xuống nữa kìa, ớn quá trời rồi. Bữa này mình đi vô đây mình đi không mang giày, nãy giờ bước cũng khá là ớn, mới vô đã gặp con vít rồi, bây giờ gặp thêm mấy da gắn nữa. Không gặp tâm linh mà gặp mấy con vật này còn ớn hơn nữa cả nhà. Mình hôm nay là có một cái hẻm nữa, cái hẻm thì khá là nhỏ, cây nó mọc trong đây luôn rồi, vỏ bánh kẹo quá trời luôn. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái nhà kho phía bên đây. Nhà kho bên đây thì chắc không có gì đâu, mình thấy trống trơn rồi, đi cho hết luôn rồi là quay trở ra cả nhà. À, chưa lãng nhãn trong đây hoài mình ớn chân quá, không có thấy tâm linh nhưng mà gặp mấy cái con động vật. Giờ này mình đi một mình thì ở trong đây rất là nguy hiểm luôn. Quên cái dãy nhà kho bên đây không còn đồ đạc gì hết, chỉ có mấy cái dây leo thôi. Xa xa có mấy cái hũ yến nữa. Thôi, chắc giờ Linh sẽ quay trở ra thôi. Giờ này cũng 7 giờ mấy rồi cả nhà. Đi mình đi từ mình chạy từ công ty mình về thì cũng gần 6 giờ. Vô đây quần quần 2 giờ. Bây giờ chỗ này nó như là một cái đám rừng này, cây cối nó bao phủ hết luôn. Cho nên là nó không gắn vít ở trong đây khá là nhiều. Đi không có trang bị đồ nghề đầy đủ cũng ớn. Thôi chắc mình quay trở ra cả nhà. Không phát hiện được gì lạ hết. Gặp ông gít bên đây. Mình mới bước vô thì mình gặp ông gít, ông nội gít nằm đây. Để mình qua mình xem còn không. Trời ơi, nó còn nằm đây nguyên luôn này cả nhà ơi. Sao nó không đi ta? Nó nằm bất động luôn. Con gít bằng ngón tay cái gì trời. Ôi, giọt cả nhà ơi. Thấy nổi da gà hết rồi. Thôi, bây giờ mình cũng quay ra và xin tạm dừng cái video tại đây nha. Thì nếu mà cả nhà có xem được cái video này, hãy cho mình xin một like cũng như là một chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình có động lực làm những cái video tiếp theo hay hơn nữa.
Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà nha. Rồi, giờ này quay ra cái đường cỏ không, ớn quá trời.